Hôm nay mình cùng các bạn sẽ đi thu hoạch một lô cá lóc phó vò đốm vàng size 7-9cm mà mình đã nuôi rất là lâu rồi các bạn. Thì đây các bạn có thể thấy là bầy phó vò đốm vàng này mình đã nuôi từ size 4-5cm rất là nhỏ xíu thôi, mà bây giờ nó to, con nào con nấy to tới 7-9cm, cực kỳ ham ăn, rất là dạng người nha. Bây giờ mình sẽ lọc những con to ra, mình tách form. Sau khi mình tách form xong đầy cá sung thì mình sẽ bán cho các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ quay cận cảnh bầy này cho các bạn xem nha. Thì cũng tới ngày phải thu hoạch rồi các bạn. Các bạn có thể thấy những con này size rất là mập, to tầm 8-9cm rồi. Con này cũng vậy, rất là mập. Đó, thì lô này ngày xưa mình nuôi tuổi này từ size nhỏ xíu, từ 4-5cm thôi, mà bây giờ con nào con đấy nhìn rất là lực rồi. Cá rất là khỏe nha, cực kỳ khỏe. Tại vì các bạn biết sao không? Tại vì mình nuôi tuổi này trong nước máy từ size nhỏ tới lớn. Vậy nên tới độ tuổi này, tuổi cá này cực kỳ khỏe và không bao giờ lo bị sốc nước đâu các bạn. Tại vì nó đã quen với cái nước máy rồi. Nhiều khi mình thay nước trong cái hồ cá này tới 50%, tới 60% mình bơm nước trực tiếp vào mà nó vẫn khỏe và tung tăng như vậy, chứng tỏ là dòng pháo này rất là khỏe nha. Ngoài ra thì các bạn biết không, mình nuôi tổ này trong một cái nhà kho của mình là nhà tôn các bạn. Nhiệt độ rất là nóng, mà các bạn thấy không, sức khỏe con nào con ấy đều cực kỳ tốt, bộ vây càng nét luôn, màu sáng sáng loáng luôn các bạn. Thế nên là các bạn khi mua những con pháo hoa đốm vàng này về á, các bạn nuôi trong nhà mà nhiệt độ cao hơn một chút xíu thì cá hoàn toàn có thể chịu được rất là tốt nha. Đó. Và bây giờ mình sẽ lựa chọn những con này ra, mình tách hồ riêng ra và mình dưỡng mấy ngày cho nó sung các bạn. Đấy các bạn thấy không? Nè đẹp chưa? Ôi đẹp lung linh luôn. Rất là sung nha, mình gói các bạn xem nè. Đấy. Đồ ăn đó. Rồi. Và khe luôn. Và cái khu đằng sau mình á là khu mình sẽ tách form tổ này ra và mình sẽ dưỡng sung mà mình bán cho các bạn nha. Thì size tổ này mình quy định là size 79 và giá của nó chỉ có 150.000 thôi. 150.000 cho size 79, một con cá rất là mập mạp, rất là khỏe mạnh và rất là to. Giá rất là rẻ luôn các bạn. Thế nên bạn nào quan tâm tới lô cá này thì có thể kết nối với mình, thông tin mình để ở đầu trang cá nhân TikTok của mình nha.